Nam mô Bổn Sư Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát ở các thế giới trong mười phương đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi, rồi lòng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác vô trường mà hiện sức đại trí huệ tổng thông ngày thường kỳ này để điều phục chúng sanh can cường, làm cho lòng chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại ký tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Sau khi phát ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng ngũ nhật độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng giải, tiếng từ bi, tiếng hiệu xả, tiếng vô lậu, tiếng giải thoát, tiếng trí huệ, tiếng sư tử không, tiếng đại sư tử không, tiếng mây sấm lớn, trời rồng hội hợp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác đều đến hội họp, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diễn Ma, trời Đao Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Cầm Chúng, trời Phạm Phù, trời Đại Phạm, trời Thiệu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quan Âm, trời Thiệu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Tiến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Thái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Tưởng Xứ, tất cả thiên chúng lâm chúng đều đến hội họp. Lại các vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác đều đến hội họp, như là thần biển, thần sông, thần rập, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chằm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, tất cả các vị thần đều đến hội họp. Lại có các vị quỷ vương, đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác đều đến hội họp, như là ác độc quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nội quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ai kính quỷ vương, vân vân, các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và những chúng trời rồng quỷ thần ở cõi ta, ở thế giới quốc độ này cùng quốc độ khác, ở thế giới này cùng thế giới khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đến trong nghiệp kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết, số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ số kiếp lâu xa đến đây, nay hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu, đương thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ số kiếp lâu xa đến nay, con đã tu căn lành, chứng đẳng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn những hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dẫu cho có lạy văn đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong đời sau mà tuyên nói nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hạnh gì, làm nghề gì mà đạt được những sự thành tựu không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, đá núi lực, như ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng, tre lao, đá núi, bụi bặm trong cõi tam thiên, đại thiên cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng một, cứ một hộp cát làm một cõi nước, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một cõi nước đều đem, rồi cứ một
hợp cát là một cõi nước rồi. Trong một cõi nước cứ bao nhiêu số bụi nhỏ đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài được tại Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên hướng là những thời Ngài còn ở bậc thanh văn hay bích chi Phật. Này văn thù sư lợi, ôi thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời sau này nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tự của Ngài địa tại Bồ Tát hoặc chiêm nguyện phái lệ hoặc cúng dường tán thán hoặc xưng danh hiệu hoặc nhận đến nghĩa khắc đắp sơn hình tượng của Ngài địa tại Bồ Tát, thời những người ấy được 100 lần sanh lên cõi trời Đau Lợi, vĩnh viễn không còn phải đọa vào chốn ác đạo nữa. Trưởng giả từ phát nguyện, trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, lúc đó tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phóng Tấn của Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử nhìn thấy Đức Phật hình tướng tốt, thân tướng tốt đẹp, nghìn phước trang nghi mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà được tốt thân tướng tốt đẹp như vậy. Đức Phật Sư Tử Phóng Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này thời cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh, độ hết tất cả chúng sinh bị tội khổ. Trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, tôi nguyện từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau những chúng sanh nào mắc phải tội khổ trong sáu đường thì tôi lập ra nhiều phương tiện để cứu vớt chúng đó, những làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, bởi trước Đức Phật Sư Tử Phóng Tấn của Túc Vạn Hạnh Như Lai Ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ lại thọ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 vô số bất khả thuyết kiếp. Trong thời mạt pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người nàng nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính ngưỡng, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo khinh chê Ngô Tam Bảo. Thuở ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thân hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Thánh nữ khi ấy biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, đến cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia nhìn thấy hình tượng của Đức Phật đắc địa, tôn dung đủ cách trang nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật, lòng càng sinh lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác độ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi bắt tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Để đến đó thánh nữ buồn tủ rơi lệ, chấp nhìn Đức Như Lai tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, này thánh nữ đừng khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng, đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của thế gian nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Một lát sau tỉnh lại, thánh nữ bèn chắp tay hướng lên hư không mà phái rằng, xin cuối xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Phật bảo Giác Hoa Định Tự Tại Vương bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi nghe thẳng nghị tưởng lên danh hiệu của ta, thợ ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng đến danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển xua đuổi binh. Lại thấy những trai cùng gái số nhiều đến
nghìn muôn thuật chìm thuật nổi ở trong biển, lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chỉ ra ngoài, miệng bén nhọn dường gươm, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm bóp đầu chân người tội lại hình trạng muôn thứ, chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi chào thánh nữ rồi hỏi rằng: lành thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi rằng: đây là chốn nào? Vô Độc quỷ vương đáp rằng: đây là từng biển thứ nhất của phía Tây, núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức oai thần thời, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ác không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: nghiên cứu vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục, có rất nhiều người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác nơi cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người cứ kế tự để làm công đức lành hầu cứu vớt nỗi khổ nạn cho. Vì thế cứ theo nghiệp ác họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ, tự nhiên phải lỗi, phải chịu lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tùng về phía đông lại có một cái biển nữa, những sự thâm khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này. Phía đông của cái biển đó lại có một cái biển nữa, những sự sống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp. Thánh nữ lại hỏi: địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Nói về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế cũng có 1.000 đủ không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi: thân mộng của tôi mới khuất gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào? Vô Độc đáp rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những việc gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, tin chê ngôi Tam Bảo, mặc xong có lúc tạm thời. Thân mẫu của tôi thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì đó Vinh? Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những hành nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi kinh chê ngôi Tam Bảo, xong có lúc tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính dầu khúc không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc chất hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiện là Thi Tha Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiện là Diệt Đế Lợi. Vô Độc chất thay thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Cỡ nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ Phật tu tạo phước lành thờ cúng tại các chùa tháp thờ Đức Phật Chết Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ có thân mẫu của Bồ Tát thoát khỏi địa ngục, mà trong ngày đó những tội nhân vô chán đều đặng sát sanh cả. Thánh nữ nghe nói xong, Vô Độc chắp tay chào thánh nữ mà lui ra. Thánh nữ khi ấy dùng chim bao chợt tỉnh rõ biết việc đó rồi, bèn tới trước tháp tượng của Đức Chết Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng: tôi nguyện từ đây nhẫn đến đời vị lai, nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước để cứu vớt chúng đó. Đức Phật bảo ngài tăng thù sư lợi: Vô Độc vị vương trước đó nay chính là ông tài tự Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So ha.